Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình có một cái máy cắt cỏ muốn giới thiệu đến các bạn ha. Cái máy này nó đến từ thương hiệu của Zenwatt Komitsu, và nó có cái tên gốc của nó là G3K các bạn. Nhưng mà ở đây cái tem nó dán là Tiger ha. Tiger Zenwatt đây. Zenwatt. Nó mang ở đây là cái tên TK340Z. Đấy, các bạn quan sát xem phía sau đây. Ở đây nó vẫn có cái là cái tem Zenwatt Komitsu ha. Và ở đây nó có một cái tem nhỏ ở đây. Này. Đây, cái tem nhỏ đó. G3K nó hơi khuất cái công tắc tí xíu để cho mình cho các bạn xem. Đấy. Các bạn thấy chữ G3K không? Đấy. Nó, gốc nó là G3K nha. Nó gốc, bản gốc nó là G3K. Mà ở ngoài nó dán là Tiger. Tiger TK3004. Ở cái tem láp này. 3004F ha. Đấy. Zenwatt Komitsu. Máy với tình trạng rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Với chụp giật thường nha, nó sở hữu một cái chụp giật thường. Nắp xăng kính ha, nắp xăng này, nắp xăng có lỗ thông hơi các bạn, nắp xăng có lỗ thông hơi ha, rất là xịn sò luôn. Và ở đây nó thiết kế thêm một cái đường này là đường xả hơi đây, đường này đường cân bằng áp suất khí trời nha. Đường lỗ thông hơi đó các bạn. Đây, đây thêm cái nữa ha, hai cái để chi, để nó bảo đảm là cái bình xăng không bị thiếu hơi ha, cái hòa khí nó hút hơi lên được tốt. Nó mang một cái hòa khí Zenwatt Komitsu luôn, cái hộp khí Zenwatt Komitsu rất là xịn sò luôn. Nó là chế hộp khí da bơm hai kim nha các bạn. Đây là cái tốc độ cao để mình chỉnh tốc độ cao, và ở đây có một cái kim tốc độ thấp để mình chỉnh tốc độ thấp, và nó kết hợp với cây gân thi đây là mình sẽ tìm ra một cái cái chạy cái chỉnh cầm chừng chạy cho êm ha, nhảy nổ là chỉnh cái này, và chỉnh bốc hay không là chỉnh cái này. Cái này các bạn lên hết ga mới chỉnh được nha. Cái này chỉnh để gân ti chỉnh mới được. Đấy. Đời G3K, đời Tiger. Rất là đẹp. Công tắc ha, ga chân dựng nè, rất là ngon. Cái nắm cũng như là cái đệm hông này, móc dây đeo đây ha, cụm này, tay nắm phía trái, tay nắm phía phải mình đã độ tay ra bóp cho anh em xài ha, tay ra bóp rất là nhẹ nhàng luôn. Cần lắp thêm 6 nè, ti 7 ly 7 khía các bạn. 340 trên Zenwatt Komitsu. Các bạn quan sát cái cùi của nó này, cùi này là rất là dữ luôn. Cái chống dính cỏ của nó nè, nó từ đây nó thuông lên đây, rất là thuông luôn ha. Cỏ dắt vô đây là nó lập tức nó chạy lên đây liền, nó không có nằm ở tại chỗ này để nó dứ vô được ha. Các bạn quan sát xem, thấy nó thuông lên rất là suông lên ha. Đấy, và ở dưới nó cũng có chống mài mò luôn các bạn. Đấy. Tổng thể cái máy đây ha.
trời mưa rồi các bạn, mưa mưa tiếng nó hay ồn ha. Rồi để mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên máy nguội thì mình cũng bơm xăng nha các bạn, đóng e ha. Một khi máy nó đã lên xăng đã nổ thì mình dịch thì nó nổ rồi, thôi chúng ta phải bơm xăng thêm nha. Rồi để mình nổ cho các bạn xem. Đời này là đời có xả áp tự động nha các bạn, giật rất là nhẹ nhàng luôn. Đời có xả áp tự động nha. Rồi để mình lên ga cho các bạn xem nha. Này rất là dữ luôn. Cái video mình giới thiệu cây Zenwatt Komitsu G3K tem Tiger đến đây tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.